Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng chuyên cần .com. Số điện thoại bên em chính thức có dùng Zalo là 0976450089, và số điện thoại phụ thứ hai để nghe và gọi thôi là 0902759924. Thì hôm nay là ngày 8 tây tháng 5 năm 2021, thì bên em có về thêm một cái lô cưa và lô bơm nước sẵn đây chuẩn bị trước khi mà đem vào kho. Em cũng quay sơ cho mọi người cùng tham khảo là trong cái đợt này nó có gì nha. Đợt này là đa số là bơm nước nhiều, cưa này thì nó khoảng có chừng 130 cây thôi, thì nó cũng nhiều loại đủ hạn cũng như mấy lần trước thôi. Quý khách, em xin nhắc lại, nếu có cần thêm thông tin gì về cái chi tiết và giá máy thì xin vô lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo chính của em là 0976450089. Thường là em xài bên Zalo nhiều, Facebook cũng có nhưng mà em ít có kiểm tra tin nhắn bên đó, tại vì cái phần tin nhắn bên đó là thứ nhất nó khó kiểm tra, cái phần tin nhắn nó hơi rối hơn là so với bên Zalo. Và cái phần tìm kiếm cả hình ảnh dưới video nó cũng khó nữa. Rồi về bơm nước đợt này thì em phân ra thành hai khu bơm nước. Đợt này nó cũng khoảng chừng hơn 100 mấy con á, cả nhỏ cả lớn. Bên kia là những con hệ mà bình xăng dưới, bên đây là những con máy khung và những cái con mini bình xăng trên á. Máy khung đợt này thì nó có Honda 4 ngựa nè, rồi máy lốc đứng Cosin cao 180. Rồi nó có đây một con Honda Bom Mini này, con này 2.5 HP. Đây Honda Yamaha GE36 Cosin 180. Trong những lô đợt trước về thì những cái con bom Mitsubishi G132, 182 hoặc là Honda 4 ngựa 5 người đuổi nó dặn còn nhiều quá, em còn để ở trong cái khúc trong. Cái này báo giá lại những cái con bơm Mitsu này thường giá nó cũng dao động chừng 4 người là khoảng chừng 2,5 triệu một cây nha. Những cái con bơm mà lốc đứng này thường nó cũng dao động từ 1,6 triệu tới 2,5 triệu một cây, nó tùy vào cái đời máy nha quý khách. Cái này do nó nhiều quá nên em không có báo giá mà cụ thể từng con được, nó cũng tùy hết cái máy nó xấu đẹp và cái đời máy nó cao hay thấp nữa. Nên quý khách hàng cũng thông cảm là sao nó mà thắc mắc là em không có báo giá cho nó chính xác mà báo giá cho nó chung chung như vậy, tại vì nó quá nhiều loại. Thì ở trong đây có một con bơm, con này nó cũng đời Kawasaki nhưng mà con này nó xài cái bơm lớn họng 80, con này còn rất là đẹp luôn, như nó nằm khúc ở trong mà em không có quay kỹ được. Bơm mini sách tay thì những cái con này thì nó cũng rẻ, nó cũng dao động từ khoảng 800.000 tới khoảng chừng 1,5 triệu đô lại thôi. Đa số những cái con này là giá nó không có cao nữa, do cái đời này là cái đời nó hơi sâu rồi. Từ những con đô bin này đồng Eco 3 là 36 ly, Eco 4 là 40 ly, nó chạy rất là khỏe luôn, nhưng mà cái kiểu nó xài cái đời áo sắt chứ nó xài bích lửa nên cái giá nó thấp. Nếu mà cái đời này đời áo nhựa thì giá nó cũng khoảng ngoài 2 triệu giá bán lẻ. Riêng những con này nếu mà dọn nổ lên thì giá trung bình em đang bán ở đây là khoảng 1,350 một con ha. Dobin Eco 3 và Eco 4 cho hai mẫu luôn, khách chọn mẫu nào cũng được. Nên ví dụ tương hai con này hình thức nó còn rất là đẹp, máy chưa có rửa mà bịch xăng nó còn trắng tinh như bịch xăng đen luôn. Rồi có mẫu Cosin 25 này thì nó cũng khoảng chừng 1,3 triệu một con. Riêng cái mẫu con này có thể cao hơn là 1,5 triệu một cây, tại vì cái con này nó rất là đẹp luôn. Để anh em xem nữa. Đây nó còn mới tinh luôn, ốc nó còn bảy màu luôn á. Con này chỉ thiếu cái thùng nó mình rửa là nó y gan như đồ mới luôn. Rồi nếu mà cái con khác mà cái hình thức nó ở ngoài nó tệ hơn một tí, nó khoảng 2,3 triệu một con. Ví dụ như cái này nó dặn là Cosin 25 mà, nhưng mà cái hình thức nó nhìn nó hơi cũ hơn cái con kia. Ở dưới nó cũng còn mấy con bom Mitsubishi G182 á, G182 hiện thường ở đây làm giao khoảng chừng 3 triệu một cây á. Trước khách tôi là máy em đã báo là đã dọn nổ hoàn chỉnh cho mọi người về là sử dụng á. Và mấy riêng những cái máy mà còn cần thì là em sẽ không có bao ship mình trước nha.
Thường là bên em chỉ hỗ trợ bao ship cho những đơn hàng mà mình thanh toán trước, còn mình cọc còn lại thanh toán thì sẽ cộng ship vào ạ. Và nghĩa như là cái cọc ship là cũng như em đã trình bày trong những clip trước đó, là mình chỉ áp dụng cho những khách hàng mà mua lần đầu tiên thôi. Một quý khách trước đây đã mua hàng bên em rồi thì mình mua lần 2, lần 3 thì không cần phải cọc nữa. Chỉ đặc biệt những cái máy mà nó quá công kềnh đi thì mình mới cần cọc thôi. Rồi cái này thì nó hơi lộn xộn mà nó nhiều quá em không có quay kỹ được. Rồi cưa thì cái này nó cũng có nhiều mẫu. Sớm này nó khoảng có mười mấy cây Shinewa 398, 400, 488 thôi nè. Cũng còn khá đẹp, nó giá 350. Mấy con này, mấy con này em mua điên nữa. Rồi máy cũng còn khá đẹp nữa. Thường cái giá bán trung bình, giá bán lẻ của mấy con 350 này thường là em sẽ bán từ 3 triệu rưỡi tới 3 triệu 7. Đối với những con mà hình thức nó tương đối trung bình như vậy. Quý khách hàng có thể mình không mua mà mình có cái giá để mình cơ sở mình tham khảo khi mua ở nơi khác mà mình thích mua gần ở gần của mình cũng được, nên cũng có một cái giá cơ sở để mình tham khảo tùy mình thích máy sao đẹp. Ví dụ như cái con này nè, con này nó cũng còn quá đẹp, máy chưa đổ nữa. Ram này kiểu lâm gương đó. Rồi những cái mẫu Shinewa 400, 488 này thì thường giá bán trung bình là nếu cái dòng mà 400 nó khoảng chừng 3 triệu 8 một cây, còn Shinewa 488 khoảng 4 triệu 3 một cây. Với các bạn hỏi giá đó là đã dồn ổ hoàn chỉnh cho mình nha. Rồi đây là hàng 7 đi về sau còn y vậy, bên em chưa có dọn rửa gì hết á. Rồi qua tiếp theo đây thì nó có vài con hu. Có một con hu 346 B 333. 346 thì thường giá nó cũng khoảng từ tầm 4 triệu ngoài á, nó tùy hình thức máy mình. 333 con này thường nếu mà nó đẹp như vậy khoảng 2 triệu rưỡi một cây bên em đang bán. Rồi nó có G320 cưa tay cục tay dài Makita. Rồi G50 và 551, hai con này đang có khách hỏi em ạ. G50 con này nếu mà dọn ở hoàn chỉnh thì giá nó cũng khoảng 3 triệu mấy á. Con này hình như em nhớ không lầm là em đang bán là giá nó 3 triệu tư, 3 triệu rưỡi một con á. Thì những cái mẫu này ít về nên giá mình cũng không có nhớ rõ lắm. Rồi nó có tên MH020 á. Những màu này thì mình đang bán giá trung bình là khoảng 2 triệu 8 một cây. Quý khách lưu ý là em báo giá trung bình nha, nhiều khi cái hình thức máy nó xấu hay đẹp, nó cái vỏ ngoài nó sẽ trở lệch một tí nha. Rồi cắt đá và cắt bê tông. Cắt đá thì nó có con này Shinewa 488 nè. Rồi cũng còn ok, giật thử thôi con này đi. Còn cắt đá nó còn quá đẹp luôn á. Nếu mà mình dọn mẫu hoàn chỉnh thì giá nó có khoảng chừng 4 triệu một con này. Rồi cắt bê tông bên này. Còn một con này nữa. Cái này do em làm máy cưa nó dính vào trong lô á. Riêng cái con này là cái hiệu Quốc Bình Yêu Sinh vậy nè. Này là em cũng không biết luôn, trước giờ mới gặp nó luôn á. Rồi từ từ em sẽ tìm hiểu thông tin con này kỹ em. Thật sự là không biết cái đời này cái nguồn gốc và cái giá nó như thế nào luôn. Rồi trong này nó có mấy con Echo 302 á, 332, 362. Những cái mẫu này thì trong những clip trước em cũng đã giới thiệu nhiều và có đăng trên website á. Sẽ không giới thiệu nhiều về nó nữa. Quý khách nếu mà cần thêm thông tin thì xin vui lòng vào website là cửa hàng chuyên cần .com. Mình gõ tên model máy, ví dụ là Echo 33, 331, 332. Mình gõ Echo 33 là nó đã ra rồi. Hoặc là Echo 36 vậy đó. Rồi em xin nhắc lại là quý khách cần thêm thông tin thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại và Zalo là 0976 450089. Địa chỉ cửa hàng là tại 118 ấp Thị 2, Hội An, chợ Bởi, An Giang. Chỗ em là nó gần giáp với bên Lấp Vò, Đồng Tháp rồi. Từ đây mà nó qua Đồng Tháp khoảng chừng 2 cây số nữa thôi.
Rồi do nó kho bãi nó chặt quá, cái này ở phía trước nên em để nó cũng tùm lum chỗ hết đó. Cái này là cũng trong lô mới về hôm qua nè. Có mấy con bơm mini sắp tay, mấy con này khoảng chừng 2 người tư, 2 người rưỡi. Ghe 182 á, cái này nó cũng đẻ khoảng chừng 2 triệu, 2 triệu 2 một cây. Rồi nó có một con sới mini 4 thì á. Cái hàng này là cái mẫu của hàng Robin Makita á. Con sới nó còn quá đẹp luôn, mình săn trắng tinh lên rồi. Con sới này thì nếu mà chọn mẫu hoàn chỉnh thì giá nó cũng tầm khoảng 2 triệu rưỡi á. 2 triệu rưỡi cho cái đầu sới. Rồi ở đây nó có mấy con partner cắt bê tông nè, K650 luôn. Hai con cắt bê tông partner, cái dòng này thì em biết. Mình đi cái con mà to to lúc nãy là sự là không biết nó luôn. Rồi ở đây nó có Shinewa 488 nè. Rồi ở đây con 400 nè. Shinewa 350. Để em đi ra ngoài trước nè, cho nó để chặt quá em nhét chỗ góc này một khúc, một góc kia nó một khúc, nên nhìn nó hơi đói một tí, quý khách thông cảm nha. À, riêng hôm qua là em có mua mua mổ, có nghĩa là mua lựa riêng á, nó không phải nằm trong lô lộn xộn đó, nhưng mà con này mình mua lựa thấy nó đẹp, nó là lạ, mình mua chơi thôi. Sắc Đô Ma BS 9000 thì con này nó cũng tương đương cả 90cc nồng nó, thì em chưa có coi học tin nhưng mà cũng khoảng tại cũng khoảng 54-56 ly. Con này hình thức máy nó còn quá đẹp luôn ha. Hiếu dây giật thử con này không? Em xin phát báo giá bán con này là nó là 6 triệu cho con này ha. Lớn mà nó nổ nghe thì hầm luôn á. Rồi tắt nha. Rồi thường là những cái máy lớn là nó sẽ thiết kế hai cái hầm rộng á, một cái ở trong một cái ở ngoài. Sắc Đô Ma để 9000. Cái này thì nếu mà quý khách cần thêm thông tin gì đó xin liên hệ qua Zalo của em 0976 450089. Giá con này là 6 triệu. Mình thích thì mình chơi thôi. Riêng con này thì đồ nó hơi, nếu mà mình cần đồ thì nó hơi khó kiếm nha. Tại những cái dòng này nó ít về lắm. Cái model này thì nó giống như những cái hàng Husqvarna mà 394 vậy đó. Chúng nó cái kiểu giống như vậy. Rồi giờ tiếp theo là bên những cái con bơm mini bên đây. Bơm mini em phân loại ra là những cái con bình xăng dưới. Nó nằm bên cái xóm này, bên đây nó cũng đủ hết. Nó có cô xin cao 35, một người rưỡi 4 thì. Mấy con này là mấy con bơm 330 Trung Quốc xuất Nhật nè. Bơm cô xin 25L, những này như em nhớ không làm nồng 34 ly. Nó có Maru Robin 25. Rồi Robin EH035, những con này tương đương 1.5 HP. Mấy con này là Robin 25 hết đó. Hai cái này là nó có thường về nó có hai màu, màu xanh, màu đen và màu đỏ. Giá của con này nếu mà dòng nổ luôn là nó trung bình khoảng 1.350.000 một cây á. Theo 25 4 thì con này 1.1 á. Mấy cái mẫu này em cũng có đăng bán trên website cửa hàng đó. Hình như nó là 2.1 một cây á. Maru Naka. Maru Robin 4 thì. Maru Robin quanh nữa, quanh đây nó có hai cái con bom tên là 33. Hai con này hiện chưa có dọn rửa. Con này thì nếu mà mình quét dầu chạy nhám thì một hồi nó sẽ lên màu nó đỏ giống như con này thôi. Cái này do mình để ngoài mưa ngoài nắng đó, lâu ngày nó bị dính từ bị nấm. Tên là 33 thì giá của dòng này nó khoảng chừng 2.2 một cây á. Bơm tên là 33, nồng 36 đi. Mấy cái thùng hàng này em chuẩn bị đóng cái nắp này. Rồi còn sớm bên này là cũng trong cái lô cưa bên kia
máy cổ và máy rác. Máy cổ thì không có nghĩa là nó rẻ, nhiều con máy đời cổ sâu sâu giá nó dạng cao. Bình thường ví dụ như cái con 032 giá nó tầm cũng khoảng 2,5 triệu, 2,6 triệu một con. 041 thì nó khoảng 2,2 triệu, 2,3 triệu một con. Mấy cái đời này hình xài bích lưỡi, nếu mà nó xài được IC vỏ nhựa thì nó giá nó có thể là nó cao như thằng 038 thôi, tại giá nó rẻ là do đời nó quá sâu với nó xài bích lửa luôn. Nó xài dẫn là lam Latin, mấy này lắp qua 041 024, bây giờ không em nhầm đó, 381 038, làm sao nó vừa với nhau đó. Rồi 041 ABS, mấy con này là em Silco Lock 3205, những con này giá nó cũng rẻ, khoảng 1 triệu mấy một cây à. Không lít đó. Rồi Donma 118, cái mẫu này cũng hơi ngộ em về cưa cũng nhiều mà thường thường nó ít có về cái mẫu này đó. Cái này nếu mà trong nổi thì tầm giá nó khoảng chừng Donma 18 thôi, coi chừng 1,7-1,8 triệu một cây. Rồi đây là hai con cưa Trung Quốc hàng xuất Nhật ha. Mấy cái mẫu này là cưa Trung Quốc xuất Nhật thì chất lượng nó là nó tốt hơn những cái hàng Trung Quốc mà nó bán về thị trường Việt Nam mình bây giờ. Những cái này nó cũng khoảng chừng 1,5 triệu, 1,6 triệu một cây á. Rồi cái con màu xanh này là không lép, màu xanh này là của cái hàng tự nhiên em quên nó mất rồi đó. Màu xanh là cuối của hàng Bô Lan. Thương hiệu Bô Lan này em nhớ không nhầm là nó là thương hiệu của hàng Thụy Điển đúng không ạ? Nhưng mà cái Thụy Điển hồi xưa, cái mẫu cưa hồi xưa. Trong nó có 015 với mấy con Hitachi mà xài cái lốc nhôm. Những con này thì là nói chung là giá nó rẻ so với mà công suất cùng với nó, mà những cái cô máy bây giờ thì giá nó sẽ rẻ hơn do là nó đời cổ. Ví dụ mấy con này là nó xài cái lốc nhôm nè, ưu điểm em cũng nói trước quý khách luôn nha, mình dùng ít đó, thì không sao, dùng lâu thì nó dễ có hiện tượng nó bị sôi xăng nha, do lốc nhôm chạy mà nó hót hơi không tốt á, xăng nó bốc hơi và nó đốt cháy không được. Nó chạy nó xiêu xiêu, nó tắt mình cho nó nghỉ mệt một hồi á, mở nắp xăng đây rồi một hồi nó sẽ chạy lại được bình thường. Thì cái nào nó cũng vậy, không có cái nào mà nó vừa rẻ mà vừa bền vừa tốt được hết á. Cái nào rẻ thì nó hay có bị khuyết điểm, nó bị cái này cái kia vậy đó. Rồi tổng quan cái lô máy này thì đa số là bơm nhiều á, bơm nhiều, bơm nó cũng khoảng gom là khoảng 100 hay hơn 100 cây vậy đó. Cưa thì nó cũng được khoảng chừng 130 cây. Rồi quý khách lưu ý là mình xem tới con nào mà mình cảm thấy thích đó, thì vui lòng nhớ tên cái mẫu đen để em mới biết được em báo giá được. Nhiều khi em quay nó nhiều clip đó, rồi công việc nó nhiều và em quay xong đó, em sẽ dời vào trong kho hết, nên mình nói là cái con quay ngày mấy hoặc là nó nằm ở kế góc cột hay là con màu xanh màu đen, vậy là em không có biết đường để mà báo giá đó. Tại vì thời gian gần đây rất là nhiều quý khách vào hỏi là máy cưa Nhật Bãi bao nhiêu tiền một chiếc hay là cưa Thụy Điển bao nhiêu một chiếc đó, là mình không có thể nào mà báo giá được. Tại vì cưa Nhật thì nó đủ hạng trong đó, mà mỗi hạng nó mấy chục loại. Mình nói tên nói chung chung cưa Komatsu hay cưa Shimewa bao nhiêu tiền một chiếc là em không có báo giá được à. Mình nhớ cái tên model máy á, ví dụ Optin 023 hay là Optin 021, 025 gì đó, Echo 304, 341. Rồi em mới biết đường báo giá và kêu thợ nó soạn ra cho mình xem được. Còn mình nói chung mấy cưa Thụy Điển hay là Nhật Bãi hay là Optin gì đó là em không có biết chính xác là cái con nào đó. Hoặc là mình nói cái con nó nằm cạnh con nào em cũng không biết được luôn, tại vì nó nhiều lắm. Em quay xong là em bỏ vào trong kho em sắp lại nó lộn xộn hết rồi. Có lẽ đến đây em xin phép tạm dừng cái video clip lần này tại đây. Cảm ơn quý khách hàng, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ bấm đăng ký kênh để mình có thể xem được những cái video clip lần sau. Rồi xin chào và cảm ơn ạ.